Chào mừng bạn đã đến với kênh Văn học và những cảm nhận. Các bạn thân mến, Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm viết cho lứa tuổi học trò. Những tác phẩm của ông thường mang đến cho người đọc một thế giới tuổi thơ với những câu chuyện hài hước, dễ thương nhưng cũng đầy xúc động. Bồ Câu Không Đưa Thư là một trong những tác phẩm đã được nhiều thế hệ học trò yêu thích. Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật là ba cô bạn thân học cùng lớp là Xuyến, Thục và Cúc Hương. Đến một ngày, Thục nhận được lá thư làm quen trong ngăn bàn của mình. Điều này đã khiến cả ba cô gái tò mò và họ bị lôi cuốn vào trò chơi giấu mặt. Dần hồi, ba cô gái Xuyến, Thục và Cúc Hương còn kéo theo cả Phán Củi, anh bạn cùng lớp xấu xí, vụn về, làm quân sư và giúp xướng họa thơ văn. Họ bắt đầu cuộc truy tìm người viết bức thư đó và đã có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Cuộc truy tìm này dẫn mọi người đến hàng loạt hiểu lầm tai hại và cả những bất ngờ thú vị. Và điều bất ngờ cuối cùng đã được phát hiện quá muộn. Điều bất ngờ đó là gì? Bộ ba cô gái đã làm gì trong tình huống hài hước thế này? Mời bạn đọc lắng nghe chuyện Bồ Câu Không Đưa Thư của tác giả Nguyễn Nhật Ánh qua giọng đọc Xuyến Chi để khám phá câu chuyện thú vị và đầy hài hước của ba cô gái này nhé. Thục xăm soi tờ giấy trên tay, nó phần phần lật tới lật lui, chưa biết tính thế nào. Chiều hôm qua, lúc thò tay vào ngăn bàn, nó tình cờ phát hiện ra tờ giấy này. Trong đó chỉ vẹn vẹn có mấy dòng, được viết bằng lối chữ in hoa. Đọc thoáng qua, Thục bất giác đỏ bừng mặt. Cho mình làm quen với, mình ở lớp buổi sáng, ngồi cùng chỗ với bạn đấy. Nếu không nỡ từ chối, bạn viết cho mình vài chữ. Thành thật cảm tạ, rất mong hồi âm. Lá thư chỉ ngắn ngủi có vậy. Bên dưới ký tên Phong Khê. Thục vốn nhút nhát lại cả thẹn, nó chưa gặp phải kiểu làm quen đường đột như thế này bao giờ. Từ hôm qua đến giờ, lá thư của anh chàng Phong Khê chưa rõ mặt mũi nọ cứ bắt Thục nghĩ ngợi hoài. Đã mấy lần Thục định hỏi ý kiến Xuyến và Cúc Hương, nhưng lại sợ tụi nó chọc, Thục đành giấu nhẹm. Ai chứ con Xuyến và Cúc Hương đã mở miệng chọc ghẹo, Thục chỉ có nước bịt tai, quay mặt đi chỗ khác. Lây hoay một hồi, không biết xử sự thế nào, Thục khẽ buông tiếng thở dài. Nó không biết nên phớt lờ hay nên trả lời, và nếu trả lời thì phải viết những gì. Năm ngoái, Cúc Hương cũng rơi vô một tình huống tương tự, thậm chí còn ghê gớm hơn. Hùng quăng nhét thư tống tình vào ngăn bàn, lại còn đe dọa. Nếu không trả lời, Cúc Hương sẽ ân hận. Nghe phát khiếp. Nhưng Cúc Hương bản lĩnh hơn Thục nhiều. Nó thẳng tay ném những tối hậu thư của Hùng quăng vào sọt rác. Lúc cao hứng, nó còn dở thư ra cho Xuyến và Thục cùng đọc. Cả ba vừa phân tích vừa cười ngặt nghẽo. Thục không dám hành động như Cúc Hương. Cái câu nếu không nỡ từ chối khiến Thục thấy tội tội. Hơn nữa, anh chàng Phong Khê khác xa Hùng quăng. Anh ta không hề dọa dẫm Thục. Đang thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ, Thục bỗng giật bắn người khi nghe tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên sau lưng. Làm gì ngồi thẫn thờ vậy cô nương? À, tao có làm gì đâu. Thục lúng túng đáp, vừa nói nó vừa hấp tấp vo tròn tờ giấy lại, giấu trong lòng bàn tay. Cúc Hương vẫn thản nhiên. Mày đang ôn bài hả? Nghe Cúc Hương hỏi vậy, Thục mừng như bắt được vàng. Nó mau mắng. Ừ, tao đang ôm lại bài hóa. Đột nhiên Cúc Hương đổi giọng, đang tươi cười, nó bỗng nghiêm mặt. Thôi đi đừng có dốc, mày không qua mặt nổi tao đâu, hãy khai thật đi. Thái độ của Cúc Hương khiến Thục đầm chột dạ, nó ấp úng. Tao đang ôm lại bài hóa thật mà. Hừ, hóa phép thì có. Cúc Hương hất mái tóc. Mày ôm bài sao tao không thấy mày dở tập? Tập hả? Thục liếm môi, tao cất vào rồi. Mày cất trong lòng bàn tay mày chứ gì? Giọng Cúc Hương bỗng trở nên tinh quái.
Thục điếng hồn, nó nhìn sững Cúc Hương. Sao, sao mày biết? Tao đứng sau lưng mày nãy giờ sao không biết? Cúc Hương vừa cười hì hì, vừa chìa tay ra. Đưa tao coi thử coi cái gì vậy? Tự tỉnh phải không? Biết không thể giấu được, Thục đành bẽn lẽn chìa tờ giấy nhào nát trong tay ra. Vừa liếc mắt qua tờ giấy, Cúc Hương đã ré lên. Trời ơi, tình dữ chưa? Cho mình làm quen với. Mùi còn hơn cả Vũ Linh ca giọng cổ nữa. Mày đừng có nói bậy. Thục đỏ mặt cự nự. Cúc Hương hờ hờ tờ giấy trước mặt, trùng mũi chọc. Tao nói có sách, mách có chứng đàng hoàng, mà mày dám kêu tao nói bậy hả? Đúng lúc đó, Xuyến ôm cặp bước vào. Nó liếc quanh lớp một vòng, rồi rảo bước lại chỗ Cúc Hương. Làm gì mà họ hét ôm sòm vậy? Cúc Hương làm ra vẻ nghiêm trọng. Có đứa tỏ tình với con Thục. Tỏ tình đâu mà tỏ tình, mày chỉ toàn phịa. Thục nhăn nhó. Nhưng Xuyến chẳng buồn để ý đến Thục. Nó giật tờ giấy trên tay Cúc Hương. Đưa tam vật tao xem. Trong khi Thục ngồi chết trân, thì Xuyến nheo mắt nghiên cứu lá thư. Một lát, nó gật gù bình luận. Thống thiết còn hơn kèn đám ma. Cúc Hương tròn mắt. Nghĩa là sao? Xuyến chậm rãi. Nghĩa là lá thư này đủ sức làm rơi lệ những người yếu lòng như con Thục. Thành thật cảm tạ, nghe nà ná như thành kính phân ưu. Có vẻ như muốn chia buồn cùng gia quyến. Đang ngồi yên, Thục bỗng nhảy dựng lên. Nè nè, đừng có trục ẻo nghe mày. Nhà tao sống nhăn hết, mày đừng có nói xui. Xuyến lườm mắt nhìn Thục. Tội mày tư thông với địch tao còn chưa phạt, giờ còn mày đặt la lối nữa hả? Tao tư thông gì đâu. Không để cho Thục nói dứt câu, Xuyến chìa tờ giấy ra. Chứ lá thư này ở đâu ra? Thì ở trong ngăn bàn. Phong Khê là thằng giặc nào? Ai mà biết, tao chỉ mới thấy tên nó lần đầu. Cúc Hương thình lình hỏi che ngang. Nó gửi cho mày hồi nào? Thục ngập ngừng. Hôm qua. Thấy chưa? Cúc Hương reo lên, rõ ràng là có vấn đề. Nếu mày không có ý đồ đen tối, thì tại sao mày lại lén lút giấu lá thư từ hôm qua đến giờ không cho ai biết? Tao định nói cho tụi mày biết ngay lúc đó, nhưng tao sợ. Xuyến hừ mũi. Sợ gì? Mày sợ tụi tao ngăn cản mối tình vĩ đại và cảm động của mày, phải không? Bậy! Thục chớp chớp mắt. Tao chỉ sợ tụi mày chọc. Cúc Hương nhún vai, buồn thõng. Đúng là có tật giật mình, ông bà nói đố có sai. Xuyến gật gật đầu tính phụ họa theo Cúc Hương, bỗng nó nhìn thấy Thục cắn chặt môi, đôi mắt sắp sửa rơm rớm. Nó hoảng hốt cầm tay Thục lay lay, miệng rối rít. Tụi tao giỡn một chút xíu mà. Cúc Hương cũng vội vàng lên tiếng. Thôi nín đi cô nương, đừng có mà nhè ra giữa lớp. Lớp trưởng Hoàng Hòa đang nhìn mày kìa. Kệ nó, Thục vùng vằng. Trời ơi, lớp trưởng mà mày dám kêu bằng nó, tao mét bây giờ. Cho mày mét. Đừng có dốc, mày sợ tao mét thấy mồ. Hoàng Hòa bồ trai nhất lớp là để ý mày. Thục hừ một tiếng. Nhưng mà tao không để ý nó. Cúc Hương nháy mắt. Mày để ý anh chàng Phong Khê kia chứ gì? Nghe Cúc Hương nói vậy, không để cho Thục kịp phản ứng, Xuyến đã vội vã xua tay. Thôi, đừng chọc con Thục nữa. Rồi quay sang Thục, Xuyến cười cười nói tiếp. Mày không để ý tên Phong Khê này, nhưng mà hắn thì để ý mày, phải không? Tao đâu có biết. Thục thật thà. Tao chỉ nghĩ hắn muốn làm quen thôi. Cúc Hương vọt miệng. Hắn để ý hay hắn đòi làm quen, chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là mày có định hồi âm cho hắn hay không? Thục ngẩng người ra. Tao cũng không biết nữa. Tao đang định hỏi ý kiến tụi mày. Cúc Hương liền liếc Xuyến. Sao mày? Xuyến tỉnh bơ. Thì hồi âm chứ sao? Hắn chả ỉ ôi, bạn viết cho mình vài chữ là gì? Cúc Hương trợn mắt. Hồi âm cho tên nhãi nhép đó. Tụi buổi sáng, tức là lớp 11A3, lớp đàn em mình. Chẳng lẽ... Cúc Hương chưa nói hết câu, Xuyến đã hừ giọng cắt ngang. Chính vì tụi nó cả gan trêu vào các chị cần phải hồi âm. Tụi mình phải dạy cho bọn trẻ đó một bài học. Vẻ mặt nghiêm nghị của Xuyến khiến Cúc Hương phì cười, nó khoái chí hỏi. Nhưng mà ai dạy?
tất nhiên là con Thục, tôi gửi cho nó mà. Nghe nhắc tới mình, Thục dậy nảy. Thôi thôi, tụi mày muốn làm gì thì làm, tao không biết dạy dỗ gì hết, đừng có ép tao. Thôi được, Xuyến thở dài một hơi thường thượt, ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu mày không nỡ ra tay thì để tao, tao sẽ đại diện cho mày viết thư dạy dỗ thằng nhóc đó. Xuyến vừa nói dứt câu, Cúc Hương đã nhanh tay xé rẹt một tờ giấy trong tập, hí hửng chìa ra. Giấy nè! Xuyến cầm tờ giấy, nhưng nó chưa viết ngay mà lại lui cui mở cặp. Gì nữa vậy? Cúc Hương ngạc nhiên hỏi. Chờ tao một chút, tao đang đi tìm đồ dùng dạy học. Đồ dùng dạy học? Ừ, thì muốn dạy dỗ có hiệu quả thì cần phải có đồ dùng dạy học chứ. Xuyến vừa thò tay vào cặp vừa trả lời ậm ờ. Cúc Hương và Thục cứ thắc mắc không hiểu Xuyến định tìm vật gì trong đó. Hai đứa ngồi ngay người, hồi hộp theo dõi từng cử động của nhỏ bạn tinh quái. Lục lọi một hồi, Xuyến từ từ lấy ra một cây kẹo. Trong khi Thục thở phào thì Cúc Hương bĩu môi thất vọng. Tưởng gì, đồ dùng dạy học của mày đó hả? Xuyến nheo mắt. Sao, không được hả? Cúc Hương lộ vẻ bất bình. Như vậy là mày thưởng chứ đâu có phạt hắn. Mày không biết gì hết, giọng Xuyến ranh mảnh. Đối với những đứa tham ăn như mày và con Thục thì đây là kẹo. Còn đối với tên tiểu tử đó, đây là viên thuốc chuột bọc đường đó. Nói xong, Xuyến lẹ làng rút cuốn tập trong cặp ra, kê tờ giấy lên và bắt đầu viết thư phúc đáp. Cúc Hương và Thục ngồi chầu rìa hai bên, chụm đầu dòm. Nhưng Xuyến vừa hí hoái bốn chữ phong khê hiền đệ, Cúc Hương đã bĩu môi. Văn chương kiếm hiệp ba xu, sặc mùi phim Hồng Kông. Xuyến tự ái. Chứ theo mày, phải gọi hắn như thế nào? Cứ viết là gửi bé phong khê. Hay lắm. Xuyến gật gù khen. Không ngờ thỉnh thoảng mày cũng có một câu thông minh. Nói xong, Xuyến lấy một tờ giấy khác, nắn nót viết. Gửi bé phong khê. Chị ngạc nhiên vô cùng khi nhận được thư bé. Có lẽ bé quán gà hay sao? Chứ lớp chị đâu có tổ chức câu lạc bộ làm quen hay tìm bạn bốn phương mà bé biên thư đòi kết bạn tâm tình. Hơn nữa, bé trẻ người non dạ, tuổi còn nhỏ nên chú tâm học hành, chớ đua đòi vớ vẩn, kẻo trèo cao té nặng. Nghĩ tình chị em, chị tặng bé một cây kẹo ăn cho mau lớn. Và nhớ đừng có dại dột trêu vào chị nữa. Goodbye bé! Xuyến viết tới đâu, Cúc Hương ôm bụng cười tới đó, nó la lên. Trời đất ơi, mày muốn giết chết tươi thằng bé hay sao Xuyến? Cho hắn chết, Xuyến trợn mắt. Ai bảo dám trêu vào con Thục nhà bà? Thục cũng không nhịn được cười, nhưng mặt nó thoáng lộ vẻ áy náy. Nó nhìn Xuyến ngập ngừng. Mày viết ác quá. Ác gì mà ác? Xuyến hừ mũi, đã dạy dỗ thì phải nghiêm khắc chứ. Thục chép miệng. Tao sợ anh chàng Phong Khê xấu hổ đến bỏ học mất. Hắn không bỏ học đâu, nhưng chắc chắn hắn sẽ bỏ cái trò dấm dúi thư tình vào ngăn bàn của mày. Thư tình? Thục hứ một tiếng. Sao mày giống y như con Cúc Hương, lúc nào cũng nói bậy. Ừ thôi, không phải thư tình, thư làm quen vậy. Vừa cười hì hì, Xuyến vừa đặt lá thư hồi âm vừa viết vào ngăn bàn của Thục. Xong nó chặn cây kẹo lên trên. Nó làm việc đó với một bộ dạng hí hửng, hệt như Phật tổ lúc đè Tôn Ngộ Không dưới năm ngọn núi ngũ hành vậy. Trước đây, một thời áo trắng, bâng khuâng, buồn đến bao giờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 1 tác phẩm Bồ Câu Không Đưa Thư của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Ba cô gái Thục, Xuyến và Cúc Hương sẽ làm gì với lá thư làm quen của anh chàng Phong Khê bí ẩn nào đó? Xin mời các bạn đến với phần 2 của truyện trong video phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!